Kế tiếp thì các bạn đừng lo Thuận vẫn chuẩn bị sẵn một số những cái hopium trong cái video ngày hôm nay để mà chia sẻ với các bạn Thì những bài nào mà nghĩ là chúng ta đang trong thời điểm tương tự như là hồi tháng 5 đó của năm ngoái khi mà giá xuống từ 63.000 còn 29.000 Thì thời điểm đó đó chúng ta thấy được là chúng ta nằm trong cái thời điểm giá xuống là khoảng 95 ngày Hiện bây giờ đó là chúng ta 73 ngày vào trong cái đợt xuống giá này rồi. Và nếu các bạn tin là cả hai là giống nhau thì các bạn thấy chúng ta có thể thấy cái đợt xuống giá này nó kéo dài thêm khoảng chừng là 3 tuần nữa mà thôi. Kế tiếp thì mặc dù là tình hình có tệ cấp mấy đi nữa thì các bạn vẫn thấy được là cái số lượng BTC đó mà nó nằm trong cái nhóm gọi là illiquid như là đây là những cái ví mà lưu trữ dài hạn đó thì vẫn tiếp tục tăng lên cái đường màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình mặc dù là giá cả đi xuống có nghĩa là giá cả đi xuống tại vì nhiều người bán hay là người mua đương nhiên là như vậy rồi nhưng mà những người mua thì là những người mà tích lũy dài hạn giới tiếp nữa thì các bạn thấy được là những cái ví của thợ đào thì các bạn thấy được là nhìn vào trung bình mỗi 14 ngày đó thì những cái ví thợ đào cái đường màu vàng này vẫn tăng lên và tăng lên nghĩa là chúng ta không thấy thợ đào bán mà họ tiếp tục lưu trữ cho nên cái số lượng bịt con trong ví ngày lại càng tăng lên điều kế tiếp đó thì đây là một cái bài được chia sẻ bởi invest answers ở trên twitter thì cái bài này nói đó là người này đã nhìn vào những cái tài liệu cũ trước đây và đã chia sẻ đó là trung bình trung bình mà thôi chứ không phải là bất cứ một cái đợt đi xuống giá nào trung bình thì mỗi lần mà bitcoin đi xuống giá là tốn khoảng chừng là 89 ngày trước khi mà không xuống nữa kế tiếp nữa đó thì mỗi lần mà bitcoin xuống đó thì mỗi lần điều chỉnh là khoảng 57% sau đó thì trung bình á thì bitcoin sẽ tăng 360 12 ngày và cái thời gian mà tăng trở lại đó hồi phục trở lại đó là nếu như ta tính luôn mùa đông crypto là khoảng chừng 257 ngày trung bình nhưng mà chúng ta không có tính mùa đông crypto đó thì trung bình nếu như mà chúng ta chưa vào mùa đông thì chúng ta có thể thấy được cái sự hồi phục trung bình là khoảng 64 ngày mà thôi có nghĩa là Chúng ta bây giờ đã dựa theo cái tài liệu các bạn thấy đã được chia sẻ bởi Bitcoin Archive thì chúng ta đã nằm ở trên cái phần là 73 ngày, có nghĩa là hơn 64 ngày này rồi. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy cái sự hồi phục bất cứ lúc nào. Đây là cái sự chia sẻ bên Best Answers. Và thêm như đó đó thì Will Clemente nói là đương nhiên À, không ai có thể biết được giá của BCC có đi xuống nữa hay là không nhưng mà đây là cái mức mà Clemente vẫn nghĩ là cái mức tốt để tiếp tục trung bình giá và ngay cả john Bollinger, à, các bạn đã biết như mà nào mà sử dụng uh, phân tích kỹ thuật đó thì các bạn cũng đã biết một trong những người mà à, tạo ra cái uh, boylanger các bạn sử dụng đó thì john Bollinger cũng đã thuyết ngày hôm nay đó làm ta nghĩ là giá bây giờ đã gần tới đấy rồi dựa theo những gì mà ông ta hiểu biết nhưng mà có một điều người ta hỏi là tại sao lại hashtag Bitcoin, Ethereum và Litecoin Trong khi mà các bạn thấy được là Litecoin bây giờ đó có thật sự cần thiết hashtag hay là không Tại vì rất ít người quan tâm đến Litecoin Đó là cái sự chia sẻ đến từ Will Clemente Đây là thời điểm uh, thích hợp để mà tiếp tục trung bình giá John Bollinger, người mà tạo ra Bollinger Bands thì nói là đây là cái thời điểm mà gần như là đã đến đáy của cái đợt này rồi và đây là những cái hốt mình muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay một số những cái thông tin khác đó thì các bạn thấy được là cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs đây là một người mà trước đây không có thiện cảm đối với crypto nhưng mà hôm nay đó uh, trong cái cuộc phỏng vấn trên đài CNBC với lại Andrew Sorkin uh, thì voi Plan là cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs nói là tiền điện tử đang xảy ra bất chấp cái sự sụt giảm của giá và cái mà Philip Pine nói đây đó là mặc dù là giá cả như nào thì chúng ta cũng thấy được là cái sự trưởng thành của thị trường crypto nó đã trở thành một thị trường rồi chứ không có phải là một cái gì đó mà chúng ta sẽ thấy là biến mất ngày mai hay là biến mất sau này. Đây là một sự thật rồi chúng ta không thể chối cãi được. Và ông ta cũng đã nói là ông ta cũng đã từng nói sai khi mà chúng ta bắt đầu có điện thoại di động đó thì ông ta nghĩ là ai mà cầm điện thoại di động một cái cục điện thoại bự như vậy trong khi mà nhìn vào những thành phố lớn như là New York đó thì có cả ngàn cả ngàn những cái uh, cục điện thoại các bạn đã nhớ những cục điện thoại các bạn có thể bỏ tiền vào để gọi đó thì Florian nói là ai mà cần phải cầm cái điện thoại di động như vậy nhưng mà ông ta đã đoán sai rồi cũng giống như là crypto ông ta trước đây nghĩ là đã có ngân hàng à, đã có thị trường stock rồi thì cần gì phải có crypto nhưng mà ông ta đã đoán sai ý là như vậy kế tiếp đó, thì các bạn thấy được là một trong những cái thông tin khác mà tôi nghĩ là cũng khá là quan trọng nhưng mà hồi nãy đó thường bấm cái nút delete cho nên mất cái slide đó rồi đó là cái thông tin liên quan đến uh, giữa nước nga và ukraine cũng được uh, nhiều người nói tới hiện bây giờ thì đương nhiên đây không phải là một trang đầu về chính trị nhưng mà cái mà được nói đến đây đó là cái thông tin này nó lại càng ngày càng trở lên cái trang đầu à, của những cái thông tin tài chính có nghĩa là nhiều người bây giờ lo sợ là chiến tranh có thể xảy ra giữa nước nga và nước ukraine nước nga có thể là tấn công vào ukraine cho nên bây giờ đó thì à, bộ ngoại giao của hoa kỳ đã kêu gọi những người mà có quốc tịch hoa kỳ những người công dân của hoa kỳ mà đang ở ukraine thì nhanh chóng trở về nước À, về cái uh, sự là lo sợ tại vì mặc dù là nước Nga phủ nhận là một cuộc chiến tranh có thể xảy ra đối với nước Ukraine nhưng mà hiện bây giờ đó theo thường biết là có cả trăm ngàn lính của nước Nga đã uh, bao bọc cái vùng biên giới giữa nước Nga và Ukraine thì có thể tấn công vào bất cứ lúc nào thì đương nhiên nếu như mà chiến tranh xảy ra đó thì nhiều người nói là sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường tài chính những nước uh, phương Tây như là Hoa Kỳ thì có can thiệp hay không và đương nhiên Chiến tranh là một trong những cái mà có thể làm ảnh hưởng đến riêng tài chính. Bây giờ là vẫn chưa có nhiều cái thông tin đâu tại vì bây giờ ai cũng đang lo ngại đến việc tăng lãi suất nhưng mà thường nghĩ là sau đó đây có thể là một trong những cái thông tin à, sẽ gây ra nhiều cái biến cố trong thị trường tài chính nói chung và thêm vào đó nữa đó thì chính quyền của tổng thống joe biden có kế hoạch phát hành xác định crypto và xác định này đó chúng ta vẫn chưa có rõ là sẽ như thế nào nhưng mà đối với là những cái thông tin đó, thì xác định này chỉ là giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên bang trong việc đánh giá rủi ro và cơ hội về crypto bao gồm các thách thức về kinh tế quy định và an ninh quốc gia và và xác định này đó theo thông tin thì có thể là được uh, ban hành trong tháng tới này thì đây không phải là một xác định mà cấm hay là ủng hộ crypto các bạn cũng đã nhớ rồi là Fed á, bây giờ là cục diễn viên của Hoa Kỳ coi như là nói là đây không phải là trách nhiệm của họ trách nhiệm của họ là thứ nhất là quản lý giá cả hàng hóa như là quản lý lạm phát thứ nhì là tạo công việc làm cho người dân của Hoa Kỳ chứ còn về việc có nên đưa ra tiền kỹ thuật số quốc gia hay không xử lý như thế nào liên quan đến tiền kỹ thuật số thì không phải là trách nhiệm của Fed mà là trách nhiệm của những nhà lập pháp những như là quốc hội thì các bạn thấy được là bây giờ giờ thì có thể có một xác lệnh là kêu gọi những cái đơn vị liên quan đến tài chính là việc chung với nhau để đưa ra một cái kết luận về tiền kỹ thuật số và một thông tin khác nữa đó là những bài nào mà theo dõi những cái kênh lớn đó thì các bạn cũng đã biết là có một cái đợt hack xảy ra đối với lại YouTube trong đó chúng ta những cái kênh lớn như là Box Mining, uh, Crypto Banter uh, Andreas Antonopoulos, Ivan on Tech Thì uh, những cái kênh này đó khi bị hack đó không phải là bị mất đi kênh Mà tất cả những kênh này đều đột ngột có một cái video Và đây là một cái video là lừa đảo kêu gọi mọi người gửi tiền đến một cái địa chỉ bí nào đó và đó là cái điều đã xảy ra đối với những cái kênh này lần lượt và những kênh này không phải là những cái kênh mà không có hai yếu tố đâu những kênh này đều có hai yếu tố hết nhưng mà vẫn bị hát cho nên đây là một trong những cái vấn đề mà nhiều người cũng đang không hiểu là làm sao mà những kênh lớn này lần lượt bị hát như vậy nhưng mà cái mình thường chia sẻ đây đó là các bạn nào mà nhận được hay là xem những cái video mà nói là gửi tiền vào người ta sẽ gửi lại gấp đôi cho các bạn thì các bạn đừng có tin cũng như là Thuận thì không có bất cứ một cái nhóm riêng nào hay là cái nhóm VIP nào Cho nên bất cứ ai mà nói là Thuận liên hệ với các bạn khi các bạn gửi tiền à, Để mà được vào nhóm để mà nhận những cái thông tin thì hoàn toàn là không phải Tại vì kênh Thuận Cáp của cũng đã biết là không có bất cứ một thông tin nào Không có bất cứ một cái dịch vụ nào mà dù mang đến cho những người xem kênh này mà tính tiền hết tất cả thường làm đều là miễn phí cho nên các bạn cần phải cẩn thận và kế tiếp đó phần thứ tư thường muốn chia sẻ là on chain hôm nay cũng không có nhiều những cái thông tin on chain đâu các bạn các bạn thấy được là cái số lượng btc phần trăm đang có lời bây giờ là ở mức 63 phần trăm thì vẫn rất là thấp và thêm vào đó nữa thì các bạn thấy được là bây giờ đó bear những cái người mà bán Sort đó, thì họ đang gây rất là lớn trong thị trường tài chính nói chung Các bạn thấy được là những người mà sốt thị trường đó Thì từ đầu năm tới bây giờ đó đã lời được 114 tỷ rồi Khi mà họ sốt những cổ phiếu như là Tesla và Netflix Và ngay bây giờ đó thì các bạn thấy được là cái số lượng những cái linh đòn bẩy đó Tuy là vẫn cao như là bạn nhìn thấy bàn hình Nhưng mà rất rõ ràng là trong vòng mấy ngày qua đã không tiếp tục tăng trưởng nữa Có nghĩa là những linh đòn bẩy đó là đã bị khẩn lại À, không có tiếp tục tăng nữa và bây giờ đó đã nghiêng về là nhiều người short hay là long tại vì chúng ta thấy được là cái funding rate cái phí qua đêm đó là trừ 0.0196 thì bây giờ còn về cái số lượng BTC uh, nạp vào rút ra và Ethereum thì cũng không gì đáng nói đâu các bạn thấy rồi mỗi một thanh này trên màn hình đó bên trên này là BTC thì uh, cái khối lượng rất là thấp nạp vào rút ra cũng không đáng kể bên dưới này là Ethereum thì các bạn thấy được là cuối tuần qua thì có thêm một ít Ethereum nạp vào nhưng mà khi các bạn zoom ra thì cũng không đáng kể đâu tóm lại cái số lượng lúc này nạp vào cũng không nhiều là đặc biệt hết cũng giống như, như như thường chia sẻ trước đây nhìn chung đó dài hạn thì trong vòng mấy tuần qua vẫn tiếp tục thấy được là BTC và Ethereum rời khỏi nhiều hơn nạp vào nhưng mà từ ngày một đó thì cái khối lượng không có nhiều và phần cuối cùng thường muốn chia sẻ với các bạn đó là thường có một số những cái suy nghĩ tại vì các bạn cũng đã nhớ là năm ngoái và năm trước đó nên thường dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn là danh mục thuận như thế nào À, thuận bán hay là chốt lời ra sao nhưng mà nó cũng gây ra khá là nhiều những cái câu hỏi cũng như là bình luận mà không đáng có giống như là khi mà thuận chia sẻ là thuận uh, buy deep hay là thuận chia sẻ là thuận chung mình giá mua thêm hay gì đó thì nhiều bạn là nói là uh, thuận nói gì sẽ gây cái sự FOMO đến cho các bạn và khi mà thuận chia sẻ chốt lời Nên ngược lại khi mà chia sẻ chốt lời thì nhiều bạn cũng quan mang nói là tại sao thuận chia sẻ chốt lời như vậy à, có phải là thuận nghĩ là giá sẽ xuống hay không thì đương nhiên không phải rồi chốt lời là rất cá nhân mỗi người đều có một cái điểm và và ra khác nhau cho nên không ai giống ai hết à, nhưng mà khi mà thường nói là không chia sẻ nữa thì nhiều bạn nói là những thông tin rất là hữu ích cho các bạn thì thật ra cũng khá là khó xử đối với thường nhưng mà thường nghĩ ra một cách bây giờ thường sẽ không có chia sẻ là mua hay là chốt lời hay là bán mà thường chỉ đơn giản chia sẻ là hiện bây giờ danh mục của thường là đang có những gì trong đó à, và thường sẽ chia sẻ về crypto và tài sản nói chung thì các bạn có thể dựa vào hai thông tin này à, coi như là thông tin đây các bạn có thể là tham khảo và đưa ra những quyết định cho cá nhân của các bạn và một điều khác nữa khi mình thường chia sẻ thường lưu trữ những đồng nào thì các bạn có thể thấy được là nếu như mình thường dành nhiều thời gian nói về một đồng nào đó thì các bạn nên hiểu là bản thân thường có thể đang lưu trữ đồng đó cho nên thường muốn có một cái nó thanh bạch hơn về cái vấn đề này thường nghĩ là nó sẽ tốt hơn trong dài hạn cho nên thường chỉ chia sẻ thông tin mà thôi các bạn có thể tự đưa quyết định cho bản thân của mình thường không khuyến khích ai mua hay là bán bất cứ đồng nào hay là thời điểm nào hết thì hiện bây giờ đó các bạn thấy được là mới nhất thì thượng lưu trữ thì bây giờ là nói về crypto là 38% là BTC, 25% là Ethereum, 25% là BNB, còn lại các bạn thấy được là ADA đó là khoảng chừng là 9,7%, Bitdao là khoảng 1,4% và còn một phần nhỏ nữa thường lưu trữ là Solana và FTT của sang FTX nhưng mà phần trăm nó rất là nhỏ thường sẽ chia sẻ thêm. Những uh, thông tin với các bạn khi mà cái phần trăm đó nó lớn hơn Nhưng mà bây giờ phần lớn các bạn thấy được vẫn là BTC, uh, vẫn là BNB, vẫn là Ethereum và vẫn là Cardano, ADA Và kế tiếp đó thì cái số lượng crypto thường lưu trữ bây giờ so với tổng tài sản là bao nhiêu? Là 46,2% Tiền mặt và stablecoin bây giờ là 31% và các tài sản khác là 22% Đó là cái uh, thống kê mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Đây là một cái video mà cũng khá là dài nhưng mà thường cũng cảm ơn các bạn Để dành thời gian để mà xem cũng như là thường hy vọng các bạn nhận

À, những cái thông tin thu ích trong video này và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của thuận capital cho những sàn như là sàn bybit sàn Nex, sàn binance sàn sinh moon xbt sàn ftx trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và những mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên, CryptoCoin, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!